Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị, Trường Đại học Văn Lang đã phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về toán, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Toán học Thành phố tổ chức ngày hội toán học mở năm 2021 với chủ đề Toán học cho một thế giới tốt đẹp hơn, Mathematics for a Better World. Tại sự kiện, các bạn sinh viên học sinh đã được giao lưu trực tuyến với nhà toán học, giáo sư Ngô Bảo Châu về ứng dụng toán học trong thực tiễn mới của thời đại 4.0, tham gia các hoạt động triển lãm, trải nghiệm về toán học do học sinh nghiên cứu và thực hiện. Nói rằng là toán học rất là khô khan, rất là khó học, nhưng mà qua các cái diễn đàn như thế này, chúng ta cấy cái men yêu mê, đam học mê học toán cho các em học sinh, cũng như là chúng tôi cũng chuẩn bị các cái giải pháp, các phương án để mà bồi dưỡng giáo viên, để chúng ta dạy toán làm sao cho nó thích thú hơn, vận dụng tốt hơn cái toán học trong cái cuộc sống hiện nay. Trong cái chuyển đổi số, trong cái công nghệ thông tin, trong cái AI, IoT, tất cả những cái đó thì cái nền nó vẫn là cái toán học. Làng có kết hợp với lại Viện Toán học, đặc biệt là giáo sư Ngô Bảo Châu, cùng hợp tác hỗ trợ với Văn Lang để đưa những cái kiến thức vào những cái ngành đặc thù của Văn Lang và tạo thế hệ không chỉ cho sinh viên mà cho các lớp học ở dưới. Ngày hội toán học mở là một trong những sự kiện thường niên với các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm, trí tuệ, đối thoại mở nhằm truyền cảm hứng đến giáo viên, sinh viên, học sinh niềm yêu thích toán học.